Thưa quý vị và các bạn, phát huy những giá trị nhân văn của Phật giáo, từ bi, cứu khổ, cứu nạn, đồng hành cùng dân tộc và trách nhiệm với cộng đồng, các tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Xuất gia từ năm 8 tuổi, Đại Đức Thích Nhuận Minh luôn cảm thông và chia sẻ trước những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. 10 năm qua, ngoài tặng quà cho người nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, Đại Đức Thích Nhuận Minh còn tích cực kêu gọi các Phật tử giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đón mùa Phật đản năm nay, thì chư tăng ni Phật tử trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh cũng đem từ bi, cứu khổ, ban vui, chia sẻ những phần quà yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn, những bà con ở vùng sâu, vùng xa. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, dù nắng hay mưa, gần 100 Phật tử chia làm 6 tổ đến bếp ăn từ thiện Hiểu và Thương để nấu những món ăn đầy đủ dinh dưỡng, hỗ trợ cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Mỗi người mỗi hoàn cảnh và công việc khác nhau, nhưng với họ, làm việc gì đó có ích cho đời, mang niềm vui cho những hoàn cảnh kém may mắn, là bản thân cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ mình cứ đem một chút công sức của mình để mình đóng góp, mình giúp cho bà con. Mình cũng là đóng góp với xã hội, cho tới khi nào mà mình không còn đủ sức lực nữa thì thôi. Phát huy truyền thống tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng, các tăng ni Phật tử trong tỉnh đã tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội như phát quà cho người nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh hiếu học, xây dựng nhà tình thương với số tiền hàng tỷ đồng trên một năm, góp phần cùng chính quyền các cấp chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Chị em trong nhóm cũng kêu gọi nhau góp tay góp sức, kêu thêm những nhà hảo tâm ở trong xã hội, thì có những người cũng cùng chung ý nghĩ với mình là chia sẻ cho đi là còn mãi. Những hoạt động nhân đạo từ thiện của các tăng ni Phật tử trong tỉnh thời gian qua đã giúp người nghèo vơi bớt khó khăn, đồng thời tạo nên nét đẹp hướng đến chân thiện mỹ.